Tôi xin chào thầy Dương Trung Hiếu và toàn thể các anh em trong group. Tôi xin tự giới thiệu, em là Quyền, em là một thợ sửa chữa xe ở quê nhỏ và em biết làm OTV và xây dựng kênh OTV làm thương hiệu cá nhân cũng là nhờ các tài sản của thầy Hiếu trên OTV và có website giúp bạn kiếm tiền. Nhưng trước khi tiếp xúc với video của thầy, em cũng đi tìm hiểu rất nhiều những YouTuber chia sẻ về những cái cách thức kiếm tiền trên internet, nhưng đại đa số nó không có một hệ thống kiến thức logic và nó rất khó hiểu khi những người mới bắt đầu ở nghề MMO này. Và tình cờ sau khi xem một vài video của thầy Hiếu thì cũng có thể thầy đã là giáo viên nên những kiến thức của thầy gần như được đơn giản hóa và những giải pháp của thầy đưa ra nó rất dễ áp dụng cho những người mới bắt đầu, và từ đó em rất hay xem những cái video trên kênh của thầy và theo dõi và áp dụng và bước đầu cũng có kết quả. Và quả thật là em cũng đã được nhận tiền từ YouTube, mặc dù nó không nhiều, nhưng mà do bản thân chưa có định hướng, chưa có kế hoạch cụ thể, gần như là không biết là khi hoặc là phát triển kênh hoặc là lên tới để làm website hoặc bán hàng như thế nào, cái hướng để phát triển tiếp theo là những khó. Và rất may trong lần này là em có cơ hội nằm trong 390 mà thầy được tuyển dụng, và mình sẽ được thi đua, được trao đổi và được kết bạn những người bạn của chương trình hướng sẵn sàng chia sẻ, trao đổi và giúp đỡ con người trong công việc khi mà mình gặp những vấn đề gì, và có lẽ hy sinh hơn và là một cái nguồn động viên lớn khi trong cái lúc này sẽ được thầy tư vấn định hướng cho một cá nhân xây dựng được những cái hệ thống kiếm tiền chuẩn theo những cái định hướng chính sách của YouTube. Và từ tâm em chúc thầy gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có thể giúp đỡ cho nhiều anh chị của em nam sớm kiếm được tiền lực trên internet và tiến tới là tự do tài chính. Và chúc anh chị em trong những mình đủ niềm tin, đủ lực để đi đến những bước cuối cùng. Và bản thân em cũng cam kết sẽ cố gắng hết sức mình trao dồi kiến thức học hỏi để có thể áp dụng vào trong những công việc của mình tốt nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong group mình.